Khi cánh cửa màn nhung khép lại, những người nghệ sĩ lại miệt mài đi tìm thế hệ tiếp nối cho sân khấu cải lương, với ước mong cung đàn và lời ca mãi giao hòa, đưa điệu lý câu hò đến với khán giả gần xa. Và hành trình của những người truyền lửa ấy cứ âm thầm cháy mãi. Các em nhất là thương cái bộ môn của mình nữa. Hiện nay thì đối với các em trẻ đó còn yêu mến cải lương rất là nhiều, nhưng mà các em không có sân khấu, không được tiếp cận và cũng không được đào tạo nhiều, cho nên có những em có năng khiếu sẵn và biết ca vài câu vọng cổ thôi chứ chưa hề biết diễn và cũng chưa từng cọ sát ở một những cái sân khấu lớn, thì vừa dạy cho các em thể hiện cái nhân vật và thể hiện cái bài ca cổ của mình cho nó có hồn, biết diễn đạt, và ca bài vọng cổ cũng phải có biết diễn như thế nào. Đó, chuyển cái tay như này nè. Núi cầu linh thiêng ta 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 ta. Rồi, đi nữa. Lần này quay trở lại đây với một tư cách là một nghệ sĩ để hỗ trợ cho Yến Nhi đây, thì Nhật cũng rất là háo hức như mọi năm thôi, háo hức để thể hiện cái phần thi hỗ trợ cho Yến Nhi thi được tốt để được kết quả cao nhất có thể. Dạ, thì với một người mà ít kinh nghiệm đứng trên những cái sân khấu lớn như em thì tất nhiên là những cái điều nhút nhát thì bản thân có rất là nhiều, nhưng mà sau vài ngày làm việc với anh Nhật thì được anh chia sẻ tận tình những kinh nghiệm thì anh truyền lại cho em, ví dụ như là đi đứng và chỗ nào hát như thế nào để cho hay thì anh cũng chia sẻ rất là nhiều. Câu chuyện về những người truyền lửa của sân khấu cải lương không bao giờ có hồi kết. Dẫu cho hành trình ấy có gian truân, vất vả, từ các nghệ sĩ gạo cội đến những tên tuổi mới thành danh và cả những gương mặt trẻ yêu sân khấu, mỗi người đều đóng góp một ngọn lửa nhỏ, dường như ngọn lửa nghề và tình yêu mãnh liệt với điều sàn xê lưu cống đã giúp họ không mỏi gối chùng chân để kiếp tầm vẫn ngày đêm nhả tơ cho đời những lời ca ý nhạc tuy mộc mạc nhưng thấm đượm hồn quê hương. Với cái bộ môn cải lương này chúng tôi đã sống và đã yêu nó, thì bây giờ tiếp nối thế hệ và thương các em không có được như cái thời kỳ mà được đào tạo kỹ lưỡng như mình, thì nghĩ rằng là anh em chúng tôi góp một bàn tay, hy vọng là giúp cho các em ấy qua có cái giọng ca rồi bây giờ tập diễn xuất thêm thì được các anh chị uống nắng như thế này đã là một cái cơ hội rất là lớn cho các em. Chúng tôi muốn truyền cái ngọn lửa đó cho các em cảm thấy mà có cái niềm tin yêu nghề hơn và làm sao cố gắng để mình càng ngày càng phấn đấu để bước lên con đường nghệ thuật nhiều hơn nữa. Và cuộc thi Trung vọng cổ 2021 này thì Ngọc mong là những cái sự nỗ lực cố gắng của các bạn đã học hỏi từ các cô chú và cũng như là các huấn luyện viên thì hãy cố gắng hơn nữa, và cũng như là vì lòng yêu nghề, vì lòng đam mê, vì lòng đến với chuông vọng vọng cổ thì hãy cố gắng hơn thật nhiều. Chúc cho các bạn càng tiến sâu hơn nữa chuông vọng vọng cổ 2021.